mà không rành cái đó rồi. Đâu ai mời đâu? Mời quách sang không, tham gia vậy mới không? Chừng nào mà người đó yêu cầu thì mình mời. À vậy ờ. Yêu cầu mình chấp nhận thôi. Má hồi đó thì dữ quá mà bây giờ má gửi chuyện tình Thanh Thanh Tâm với cậu đi. À chuyện tình Thanh Thanh, hai người yêu nhau thật nghe, Tâm cũng yêu cậu lắm. À, nhưng mà lúc đó thì cái thời điểm mà Thanh Thanh Tâm với cậu, Thanh Thanh Tâm với cậu có ra thăm má ngoài chợ Ân Đông. Nhưng mà Tâm đẹp lắm con. Thật sự cái thời đó là nếu mà đòi đào hát ha, từ cái ăn mặc sang là ăn mặc rất sang, đẹp, diễn tốt. Ca thì là, ca là trung bình thôi, ca thì không có xếp vô dạng mà ca hay. Không có hơi đặc biệt. Nhưng mà diễn tốt nè, đẹp nè, sang nè. Thì lúc đó thì má nghĩ rằng cậu với Thanh Thanh Tâm chắc là sẽ thành nhau đó. Thành một đôi đó. Mà nếu thành một đôi vậy là quá đẹp. Nhưng mà không biết ngờ sao cái có thời gian được có mấy năm á. Năm mấy, hai năm mà chứ cũng có dẫn về ra mắt má luôn mà. Ra nhắc má năm luôn. Rồi má cũng hiểu tại sao mà nửa chừng rồi cái hai người gãy đổ với nhau. Thì đó, lúc đó này má cũng chưa có, cậu ít có ra má lắm, ra thăm. Dù 5-6 ngày cái chạy ra chợ Ân Đông thăm má, cũng có dẫn Thanh Thanh Tâm ra. Đó. Rồi không biết cái thời gian cái cậu nói không được. Có cái gì đó cản trở gì đó má không biết. Cái gì má không có rành lắm, má cũng không có dám nói. Chỉ biết có nhiêu đó thôi. Chỉ biết nhiều cái nhiều thôi. Ừ, Ngọc Quyền cũng có thời gian. Nhưng mà Ngọc Quyền với cậu không có đi sâu. Có cảm tình, rất cảm tình với nhau. Diễn ăn ý. Rồi ăn ý, rồi mẹ của Ngọc Quyền cũng muốn Ngọc Quyền thành đôi với lại anh Nam. Nhưng mà đột xuất tự nhiên gia đình Ngọc Quyền đi. Ngọc Quyền cũng quý anh Năm lắm. Nói chung là anh Năm diễn với bất cứ cô đào nào ai cũng quý anh Năm á. Tại vì anh Năm ga lăng quá mà. Ga lăng là một, anh Năm dạy. Chứ mấy người có biết trong nghề cả lương nhiều người, người ta có tay nghề đó, người ta giấu, người ta không có dạy. Nhưng mà cậu thì cậu dạy hết. Nam cậu cũng dạy, nữ cậu cũng dạy. Cậu nhìn thấy có tương lai là cậu dạy. Cậu thì cái bụng trống lỏng à con ơi, không biết giận ai đâu. Nhưng mà có một cái là ngộ, có đặc biệt là giận không có nói, làm sai cũng làm thinh, cứ nói ở được vậy. Thành thử ra cái người mà không hiểu, không có thông minh á, thì họ sẽ bị hư. Thì cậu má có nói hoài mà cậu tại thì có biết rồi, có tính mà mỗi người có tính khác nhau. Thì má mới nói cậu là ông không hài lòng, ông phải nói tụi nhỏ nó biết để nó sửa chứ. Mà ông cứ lập thinh, ông còn nói vô nó mà làm có được đó, mà làm được đó, vô tình ông dạy nó sai chứ không phải là nó sai ít mà ông không có chỉnh. Rồi ông nói được riết nó làm gì cái tự nhiên ông khó chịu quá riết, rồi cái bắt đầu là ông ghét nó. Tính cậu có cái đó đó con. Trời, con biết không, như nè, bất kể cái này mà con không suy nghĩ nửa đêm mà con nhầm con cười chết nữa thôi. Tự nhiên cái ngày giáp năm của Hoàng Vinh, rồi cái nhà báo Thanh Hiệp kêu má, kêu đúng mà nói lẫy đó con. Rồi kêu má diễn trích đoạn Võ Tắc Thiên với lại Bình Tinh. Cái trích đoạn đó là trích đoạn là xử án Tiết Thiệu tập tuồng ở Trạp Hưng Đạo. Có biết ai lên tập tuồng, cậu cũng lên, cũng có dài, cũng chỉ hết trơn. Tới khi mà má lên mới tập tuồng đó là cầm cái điếu thuốc đi ra tuốt ở ngoài rạp uống cà phê ở ngoài. Cái người trong đoàn đó, trời anh Năm, còn sao anh Thanh ngày mai diễn mà tập tuồng sao anh không chỉ? Thôi bà làm gì bà làm đi, không chỉ. Rồi con biết ai chỉ má không? Mẹ của Bình Tinh là chị Bạch Mai. Không chỉ má hát nha, tại vì không cho má hát từ lúc mà bắt đầu má với cậu đi chung với nhau, không cho má hát rồi. Không chịu cho má hát rồi. Là anh Năm chỉ muốn anh trong tầm tay của anh không? Sợ, biết sao không? Anh Năm sợ là tổ kêu anh lại. Rồi dướng vô cái nghề hát này ngộ lắm. Thì em dướng vô ăn tôm cung tổ rồi dính luôn.
không có ra được. Nhưng má là người phải, má là người ngoại lệ. Rồi cậu ngộ là không chỉ má hát đâu, không thích má hát đâu. Rồi sau này con biết ai cũng hỏi nó, tôi không thích nó hát, tại vì lớn rồi, rồi hát nó mê hát, rồi nó bỏ cái nghề của nó rồi đi theo hát nữa. Rồi cái tương lai gì, già từng tuổi này, tương lai mà lúc đó má cũng 50, 50 mấy rồi, năm 2009 đó, má hát lại 2009 má hát lại đó, thì con có tính đi, từ năm 1978 đi mà tới 2009 mới ra đứng lại một hát giả gái hát đào. Ai cũng không ai mà biết anh nghĩ anh hát được gì. Mà tại yêu nghề mà không hát được lâu rồi, bây giờ hát lại thì phải hát thôi. Mua bộ đồ không? Nếu mà bộ đồ áo đây, Võ Tắc Hiên là bao nhiêu tiền? À, cái bộ đồ đó 8 triệu đó. Hồi đó mà dám mua 8 triệu. 8 triệu đó là coi như là chỉ chính, gọi là chỉ cách làm cho anh á. Chính nào? Cô Bình Tinh. À. Chỉ chương bông mai nè. Rồi cái mão nè, mão này Bình Tinh cho anh tặng anh nè. Còn cái cây gậy này là cây gậy hát xuất đầu. Cái cây này anh để bển nè, cái cây này em cầm không muốn nổi nha. Bằng gỗ cầm lại, để bên kia. Đem qua. Đấy, coi thử kìa. Đem qua đây. Để im đó, đừng có đụng. Ngay cái quà sau lưng cái tủ bự á. Cái tủ xác cái trong phòng thôi. Ở bên đây. Con biết ông đồ hát cô má mà trân trọng lắm mới để trơn hết trời. Ồ cái gì con ơi, tại vì người ta không có, mấy người đó họ không có, coi như là không có cái tâm, mà họ cũng không có hiểu vấn đề. Má thì thật sự với con á, má không có mà đi chùa đi chiền nhiều đâu, nhưng mà má chỉ có một cái là má tối má nghe được cao dữ vậy đó hả. Đây nè con, đấy cao dữ vậy đó hả. Đây nè con, biết cây này nè của má, để nghe má thôi. Mua đặt nè, chưa cao lắm đó, thì anh mang đôi giày cao mà. Ôi, cao kinh khủng luôn, đem dựng cái sàn này đó. Mọi người coi đó đi. Đó cái cây đó má hát Võ Tắc Thiên đó, chỉ má cầm nổi thôi, không ai hát là không cầm được. Mày đâu, bụi hơi để lâu quá không có bụi này, với lại đứa nào mai gỡ này giặt, để ngoài luôn đi ha, để ngoài đi, mai giặt hay để hơi để trong đi, mai để đi, ngày mai anh giặt lại anh sơn sơn này tối mà định đừng cho thấy mắt đó. Thì trời, thì cái con mới chửi là chửi nhẹ lắm đó. Chứ ngày xưa mà kiểu cái con là thôi rồi. Con biết không, hồi xưa mà cái dạng mà khịa má rồi tóc bươi bươi nó má hói vậy đó. 10 phút sau má có mặt ở nhà đó. Mặt tao má tới nhà đó. Nói thật chứ con. Cây này chắc nhiều. Cái cây đó má mua 2009, má mua 350 ngàn con. Má mua đại đường Cộng Hòa nè. Ở Tân Định nè, ở gì, ở Bình, ở gì, Tân Bình, chỗ bán đồ gỗ đó con. Má mặc cái chuyền của má, mặc cái chuyền đẹp lắm. Má mê ngọc lắm, ưa để dành lỡ trơn, đồ đẹp, má đã để lỡ hết. Má chửi thằng sạc thành ba con hồng phượng nghe sướng ghê. Chờ cái đấy, con. Cho em hỏi này nè, bánh tét đó hồi xưa là cô xích.